Rồi, bây giờ mình sẽ vào rửa nhá. Làm ướt khuôn mặt này, sau đó là bơm sữa rửa mặt ra và đánh đều. Cái sữa rửa mặt của nhà Laco ấy thì nó khá là ít bọt. Nhưng mà Ngọc thích dùng cái loại ít bọt, Ngọc ghét cái loại nhiều bọt lắm. Vì nhiều bọt thì sau khi rửa xong nó nhiều chất tẩy quá, nó sẽ khiến cho cái làn da mình nó bị khô căng ấy. Đó, mọi người thấy không? Thấy cái điểm tối ưu của cái hình trái tim này là cái gì chưa? Nó không phải đẹp vô dụng không đâu, nó có tác dụng đấy. Thấy không? Nó đi vào cái khe mũi của mình này, cực kỳ hợp lý luôn. Các bạn chỉ cần chà nhẹ nhàng thôi nhá. À, mà lưu ý một nguyên tắc này, từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Nhẹ nhàng như đẩy xà vậy thôi ha. Bây giờ xong rồi á thì chúng ta sẽ đi rửa lại mặt mình sạch với nước và rửa chiếc máy này sạch với nước để nơi khô ráo, thế là xong. Và tiếp đến công đoạn tiếp theo, đó chính là đẩy tinh chất trên làn da của mình nha. Rồi, sau khi mà mặt mình nó đã sạch sẽ và thông thoáng cực kỳ sâu rồi thì chúng ta sẽ đến với cái phần tác dụng thứ hai của cái chiếc máy này, đó chính là đẩy các cái dưỡng chất này và làm gọn hàm cũng như là săn chắc cái vùng nặng cằm này của chúng ta. Cái này 12.000 nhịp rung, mỗi một lần mình đẩy như thế này á, đó là hàng trăm nghìn nhịp rung. Cái tác động xung của nó xung quanh cái vùng xung quanh này nó rất là sâu. Đây là một cái công dụng cực kỳ đặc biệt của chiếc máy này. Và Ngọc thì rất là muốn là cái mặt của mình lúc nào cũng kiểu velai và săn chắc. Vì khi khuôn mặt và cái cơ trên khuôn mặt của mình nó săn chắc ấy, ngày xưa nhá, mọi người tìm lại những cái ảnh ngày xưa của Ngọc ấy, chỗ này, cái rãnh này này, nó cực kỳ sâu luôn, làm cho mặt mình già hẳn đi luôn. Các bạn cứ để ý mà xem, các bạn soi gương nhé, các bạn nhìn thấy chỗ cái rãnh này của mình này là nó bị sâu ấy, thì khuôn mặt mình bao giờ trông nó cũng bị già. Ngày xưa thấy Ngọc cười kiểu ấy, khóe mắt này nó nhăn nheo hết luôn. Thế nhưng mà mình chịu khó này này, mình đẩy như này nha, đó là nó cũng giảm đi rất là nhiều, và cái vùng thâm ở dưới mắt mình ấy nó cũng đỡ thâm đi đấy. Rồi miết này ha, miết này, xóa tan mấy cái đường rãnh này đi, làm trông khuôn mặt nó trẻ trung ngay. Đấy, thích ha. Một chiếc máy này vừa có tác dụng làm sạch này, vừa có tác dụng đẩy dưỡng chất. Đấy, đây, đẩy dưỡng chất thì như này, mình cho các loại kem dưỡng lên trên làn da của mình. Sau đó là cái mặt này này, nó có những cái vân rãnh này này. Đó, mình đẩy nó đi. Đó, thay vì việc là mình vỗ đập thì mình có một cái trợ thủ đắc lực, đó chính là cái đầu massage này. Mình di nhẹ, nó thẩm thấu hết hơn rất là nhiều lần so với việc các bạn vỗ bằng tay. Cam đoan với các bạn luôn. Tối thiểu mình dùng ấy đã được bảo hành 12 tháng rồi. Các bạn mua là có trung tâm bảo hành toàn quốc 1900-0208. Các bạn mua là được bảo hành trong vòng 12 tháng mình sử dụng rồi. Và chia ra thì có đâu đáng bao nhiêu tiền đâu, đúng không ạ? Và mỗi một lần mình sạc cái máy này ấy, là mình dùng được nguyên một tháng luôn. Nên là cực kỳ hiệu quả, tiết kiệm và tối ưu. Nên đây là chiếc máy mà nhất định chúng mình phải dùng rồi. Thế nhá, thôi mình đi sấy tóc đây, chết cả mất. Bye bye mọi người.